nhánh if else if và else ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái bài số 2 của chúng ta, đó là về câu lệnh rẽ nhánh if else if và else ha. Nó sẽ có những cái dạng nào thì mình sẽ giảng cho các bạn ha, lần lượt từng dạng và lấy những cái chương trình cụ thể để các bạn xem. Về cái tài liệu học á, thì các bạn coi trong hai cái cuốn giáo trình và các bạn có thể coi thêm cái bài giảng mà thầy giảng hồi xưa á. Thật ra nó không có hay lắm nhưng mà các bạn cũng có thể xem lại nếu các bạn cần ha. Đó thì cái kênh của thầy nè, cái phần mà ngôn ngữ lập trình C câu lệnh if á ha. Đó, hoặc là các bạn có thể coi những cái kênh YouTube, những cái kênh của các YouTuber có làm á ha, để mình học ha, mình nghe thêm. Rồi. Thì ở đây thầy sẽ nói cho các bạn cái dạng đầu tiên ha, đây là cái dạng số 1, đó là if thiếu ha. Cái dạng đầu tiên. Người ta gọi là if thiếu. Thì đối với cái dạng đời này, đối với cái dạng này thì mình chỉ có một cái câu lệnh if thôi. Cái này sẽ có đóng mở ngoặc nữa nè. À, nếu mà có nhiều cái khối lệnh cần thực thi trong if thì sẽ có đóng mặt mở ngoặc nhọn ha. Rồi, thì cái cú pháp lệnh là if kiểm tra cái biểu thức luận lý. Nếu mà cái biểu thức này là đúng thì người ta sẽ thực hiện cái câu lệnh ở trong này ha, trong cái dấu ngoặc kép này, hoặc là cái câu lệnh gần nhất thuộc if thôi. Rồi, thì cái lưu đồ cái hình ảnh đó, cho các bạn nhìn, các bạn sẽ dễ nhìn hơn. Đây là cái ngõ vào của if. Rồi, đó, tức là nguyên cái đoạn này nè, người ta sẽ phân tích thành cái hình này. Thì bước đầu tiên người ta sẽ kiểm tra cái hình thoi là hình kiểm tra ha. Thì người ta sẽ kiểm tra cái biểu thức này đúng hay sai, cái biểu thức luận lý này đúng hay sai. Thì cái biểu thức luận lý này á, nếu như nó đúng á, cái điều kiện nó là đúng á, thì nó sẽ thực hiện cái khối lệnh. Đó, thực hiện cái khối lệnh. Đó, thực hiện khối lệnh. À, đó. Và sau đó nó sẽ đi xuống dưới đây và nó bắt đầu đi ra khỏi cái đoạn câu lệnh if này, đi ra khỏi câu lệnh đoạn câu lệnh if này. Rồi. À, còn nếu như mà cái biểu thức này nó sai thì sao? À, có đúng thì nó có sai đúng không? Thì đối với cái loại if thiếu này, à, thì khi mà nó sai các bạn, nó sai thì nó không làm gì cả, nó sai, nó không làm gì cả, nó đi xuống đây. Nó đi qua đây và nó sẽ đụng cái đúng này ha, cái đúng thì có thực hiện lệnh, còn cái sai thì sao? Đi qua đây luôn, không có thực hiện cái câu lệnh này, đi xuống. Và ở dưới đây thì mình có thể là thực hiện những cái câu lệnh gì đó tiếp theo tùy ý, ví dụ như a bằng a cộng b, ví dụ vậy, là những cái câu lệnh mình viết tiếp ha. Nếu đúng thì nó thực hiện cái khối lệnh này, còn mà nếu sai thì nó đi thẳng xuống dưới đây để nó thực hiện cái câu lệnh này luôn đó. Còn đúng thì thực hiện câu lệnh này rồi nó mới đi xuống ha. Đúng thì thực hiện câu lệnh này rồi mới đi xuống. Còn sai, còn biểu thức sai thì nó sẽ không có thực hiện câu lệnh này thôi, và nó vẫn đi xuống đây và tiếp tục nó thực hiện câu này và tiếp tục thực hiện những cái câu lệnh bên dưới nha. Rồi, đúng hay sai thì vẫn sẽ phải tiếp tục đi tiếp xuống dưới nha. Rồi, rồi thì thầy sẽ viết một cái chương trình đơn giản để các bạn học thêm ha. Rồi, ở đây mình có một cái đề. Nhập vào hai số nguyên AB, tìm số lớn nhất. Đó, rồi, thì đối với cái chương trình này mình viết như thế nào ha? Rồi, thì đối với chương trình này thì mình bắt buộc phải, để tìm số lớn nhất thì mình phải so sánh hai cái số nguyên mình nhập vào, để coi cái số mình nhập vào là số nào lớn hơn. If A lớn hơn B thì mình xuất ra A là số lớn nhất. If B lớn hơn A thì mình xuất ra là gì? B là số lớn nhất, đúng không? Đó. Thì bây giờ mình tiến hành làm gì? Quên các bạn, hai số nguyên, phải khai báo hai số nguyên. Rồi. Sau mình xuất ra một cái câu thông báo là gì? Mời bạn nhập A, B, 2 chấm, NF. Rồi, phần trăm D, phẩy và A, phẩy và B. Đó. Nhớ cái nháy chỗ này là mình viết liền nha. Rồi, sau đó mình chỉ cần làm gì, câu lệnh if thôi. If các bạn, đó, if. Nè. Đây là cái biểu thức so sánh A mà lớn hơn B, đúng không? Thì mình sẽ print ra là gì? Đó. Tại vì chỗ này mình chỉ cần đúng thì mình chỉ làm một hành động thôi, là mình xuất cái giá trị thôi.
nên cái chỗ này chỉ có một câu lệnh thôi, mình không cần đóng ở ngoài, mà nếu khó đóng thì vẫn được, không sao hết nha. Nếu các bạn thích thì bạn cứ đóng ở ngoặc này bình thường. Đó, các bạn viết như vậy cũng được, hoặc là sao bạn xuống dòng thế này, bạn xong bạn xuống dòng này cũng được. Đó thì xuống dòng cho dễ nhìn thôi. Đó, có đóng hoặc là không đóng đều được ha. Rồi, tại vì nó chỉ có một câu lệnh thôi. Rồi thì mình cứ để nó đi, rồi mình tiến hành làm gì? Xuất ra A lớn hơn hơn B vậy thôi. Rồi tiếp tục ha, là if tiếp, if tiếp gì A, tại vì sao các bạn? Tại vì nếu như mà mình xuất A lớn hơn B thôi á thì như vậy nó chưa đủ, còn trường hợp B lớn hơn A thì sao, đúng không? If A lớn hơn B đó thì nó print câu này. Ok, mình chạy chương trình thử ha, nhập A vô, nhập B vô thì coi coi cái if này khi nó đúng á, nó có xuất ra được cái câu này hay không. Đó. Rồi A điều kiện đúng thì chỉ A lớn hơn B thôi, mình chạy ha. Rồi, mời bạn nhập A, ví dụ mình nhập 6 đi, với số 4 đi, Enter. Đó, thì rõ ràng A là 6, B là 4. Thì 6 lớn hơn 4, tức là A lớn hơn B là đúng, các bạn, là đúng, đúng không? Rồi. Đó, ví dụ như mình chạy lại chương trình. Mình lại nhập bằng 3 với 8 đi, tức là A bằng 3, B bằng bằng 8. Rồi mình chạy thử nha. Rồi. Mình không thấy nó xuất ra gì hết các bạn. Tại vì sao? Tại vì A lúc này nhỏ hơn B, mà mình nhìn vô cái chương trình của mình đó, thì chương trình, quy tắc chương trình mình sẽ đi từ trên xuống dưới các bạn. Lúc chương trình nó chạy á, nó sẽ đi từ trên xuống dưới. Nó nhập AB rồi thì nó sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện A lớn hơn B, nếu đúng á thì nó mới tiến hành làm gì? Xuất ra là A lớn hơn B. Nhưng mà ở đây của mình á là A thì lại nhỏ hơn hơn B, thì rõ ràng là điều kiện này sai. Điều kiện này sai thì nó sẽ không làm cái nội dung này, thì nó sẽ đi xuống. Nó đi xuống đây thì nó đâu có làm gì nữa đâu các bạn. Rồi nó sẽ thoát chương trình luôn. Đó. Nên do cái chương trình này mình viết thiếu trường hợp. Thì nếu mà viết đủ thì chỗ này mình sẽ if tiếp rồi. A nhỏ hơn B. Đó. Ở trên đây là A lớn B rồi, thì ở đây sẽ là A kiểm tra A nhỏ hơn B. Đó. Thì mình print ra là gì? B lớn hơn hơn A. Đó. Đúng không? Tìm số lớn hơn mà, thì mình xuất ra A lớn hơn B, giờ tìm số B, B lớn hơn A. Đấy, B lớn hơn A. Nếu điều kiện này đúng thì mình xuất ra câu này. Rồi. Đó. Đây, một câu lệnh ha, không cần cái này. Ha. Rồi. Đấy. B lớn hơn A đúng không? 3, 9. Đó, thấy không? Đó. Đơn giản vậy thôi, câu lệnh if nó chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi, thì cái quy trình chương trình nó chạy, thứ nhất nó chạy cái này xong nha. Thứ hai nó sẽ chạy cái này, nó kiểm tra, nếu đúng thì làm. Thứ ba nó sẽ đi xuống phía dưới tiếp là kiểm tra cái này đó, nếu mà đúng thì tiếp tục làm nó, sau đó tiếp tục là đi xuống dưới đây, rồi nó đục cái hàm này của thầy. Hàm này của thầy là nó dựng cái màn hình để thầy xem á. Rồi ok ha. Đó thì đó là A lớn hơn B, A nhỏ hơn B, đúng không? Nhưng mà mình nhìn như vậy mình thấy còn thiếu một trường hợp các bạn. Mình thấy còn thiếu một trường hợp. Đó là ví dụ A bằng B thì sao? Đúng không? A bằng B thì điều kiện này sai thì nó cũng không xuất ra cái câu này. A nhỏ hơn B thì điều kiện này cũng cũng sai. Đó, thì mình phải tiếp tục mình kiểm tra gì? If A bằng bằng B nha. Thì mình print ra là gì? A và B bằng bằng nhau đó, ví dụ vậy đúng không? Rồi thì mình chạy chương trình, vậy là đầy đủ điều kiện rồi đó. Các bạn viết chương trình các bạn nhớ các trường hợp xảy ra nha, thì mình phải kiểm tra cho kỹ. 4 4 đó, A và B bằng nhau, các bạn thấy không? Đó. Thì nó phải nó như vậy nó mới gọi là đầy đủ ha. Đó, nó kiểm tra lần lượt từng cái này, sau đó kiểm tra cái này. Đó, sau nó kiểm tra cái này, đúng không? Rồi. Đó, nó kiểm tra lần lượt từng cái như vậy thì nó gọi là đầy đủ. Đó. Nhưng mà ví dụ như đề yêu cầu là gì? Xuất xuất ra giá trị lớn nhất đi. Ví dụ như đề yêu cầu là không phải là tìm số lớn nhất, mà đề yêu cầu là gì? Nhập hai số nguyên AB
có cái giá trị lớn nhất ha, xuất cái giá trị lớn nhất, không phải xuất AB nữa mà xuất cái giá trị á, cái giá trị lớn nhất là bằng bao nhiêu trong trong hai cái con số mình nhập vào từ bàn phím. Thì khi đó mình không có xuất ra cái câu A lớn nhất hay B lớn nhất hay là A bằng B nữa, mà mình sẽ tiến hành làm gì? Nếu A lớn hơn B thì mình xuất ra là gì? Giá trị lớn nhất là đó, phần trăm D. Tình huống này thì nó sẽ là gì? Là A, tại vì A lớn hơn B mà, đúng không? Rồi thì tiếp tục mình lại copy cái này, mình lại mang xuống dưới cho này. A nhỏ hơn B, vì vậy cái giá trị lớn nhất sẽ là gì? Là B, tại vì A nhỏ hơn B mà. Còn A bằng B thì giá trị lớn nhất là A cũng được mà B cũng được, tại vì hai ông này bằng nhau mà. Cho nên mình để A hay mình để B đều được ha, để B cũng được mà để A cũng được, tại vì hai ông này bằng nhau mà. Rồi đó ha, thì mình chạy lại thử, thì lúc này nó sẽ xuất ra cái giá trị luôn các bạn, cho mình xem luôn ha. 4 3 đó, giá trị thứ nhất là 4 không, 4 3 hoặc có gì mà chạy lên là 3 10 đi ra 10 đúng không, hoặc là mình xuất hai số bằng nhau đi, 5 5 đó, thì giá trị lớn nhất là 5 đó. Đó. Thì nếu như mà xuất giá trị lớn nhất á, thì cái chỗ dấu bằng bằng này nè, mình vẫn có thể chèn cái dấu bằng này vào trong cái chỗ này cũng được, ví dụ A nhỏ hơn hoặc bằng B đi, tại vì biết sao không bạn, cái trường hợp mà nó bằng á thì mình xuất A cũng được mà mình xuất B cũng được, mà chỗ này xuất B rồi chỗ này xuất A nữa, nên cái dấu bằng này nè mình để ở trong cái if này cũng được, hoặc là mình để ở trên đây cũng được, if A lớn hơn hoặc bằng B, nhưng mà để một nơi thôi nha, để đây hoặc là để đây thôi nha, không có để hai nơi nha, để hai nơi là sai đó, để một nơi thôi. Rồi thì mình sẽ chọn gì đây, A lớn hơn B thì mình xuất ra là giá trị lớn nhất là A, nếu A nhỏ hơn hoặc bằng B thì giá trị lớn nhất là B ha, hoặc ha, tức là A nhỏ hơn B thì mình vẫn xuất ra B, mà A bằng bằng B, nó cái dấu bằng này tức là tượng trưng cho là kết hợp của hai phép A nhỏ hơn B và A bằng bằng B đó, hoặc là A bằng bằng B thì bằng bằng B mình cũng sẽ xuất ra là gì, là B đúng không. Rồi thì cái đó mình có thể bỏ luôn cái này được, thì cái chương trình mình nói gì, A lớn hơn B nè, thì mình xuất ra cái câu này, A nhỏ hơn hoặc bằng B đó, thì mình sẽ xuất ra cái câu câu này đó. Rồi mình chạy lại thử ha, thì nó vẫn ok ha, 5 3 giá trị nhất vẫn là 5 ha, 3 5 giá trị nhất vẫn là 5, rồi 5 5 đó, giá trị lớn nhất vẫn là 5 đó. Rồi ok, thì đây là một số cái gợi ý về cái câu lệnh if thiếu. If thiếu tức là nó chỉ có một cái if thôi các bạn, có một cái if thôi, cái này là bắt đầu một cái câu lệnh if mới rồi ha. Đây là một cái câu lệnh if mới rồi, và đây là một cái câu lệnh if đó, và đây là cái câu lệnh print, đây là một câu lệnh scan, và một cái câu lệnh if nó sẽ như thế này, gồm cái phần kiểm tra điều kiện và cái phần gì, nếu cái điều kiện đúng á, thì nó sẽ chạy cái nội dung này đó, đó. Gồm một cái câu điểm nghe điều kiện, nếu điều kiện đúng á, thì sẽ chạy cái câu này đó. Thì đây là một câu lệnh, là hai câu lệnh, ba câu lệnh, bốn câu lệnh, phép ghép nữa là 5 câu lệnh, ghép nữa là 6 câu lệnh đó. Rồi có ai có câu hỏi về phần if thiếu này không? Có ai có câu hỏi về phần if thiếu Dạ thầy ơi, cái này nói là không được để hai dấu bằng á thầy, thì sau hai dấu lớn bé thì cái đó là mình hiểu hay là lỗi nó không, chương trình nó không chạy được thầy? Cái chỗ nào, cái chỗ nào, Cái chỗ thầy kêu là à cái dấu này hai chữ bé bằng đấy xong. hả, à nếu mà mình Dạ để thêm chữ bằng ở đây hả, dạ thì đó là chương trình không chạy được hay là mình hiểu với nhau là chương trình vẫn chạy được nhưng mà kết quả xuất ra là bị lỗi nha, chương trình vẫn chạy được, tại vì đây là một cái câu lệnh, câu lệnh này nè, với câu lệnh này là nó tách biệt hoàn toàn, đây là hai cái câu lệnh riêng à, quy tắc chương trình nó sẽ đi từ trên xuống dưới, nó sẽ thực hiện cái câu lệnh này trước, sau đó nó mới đi xuống đây nó thực hiện cái câu lệnh này đúng không. Nhưng mà nếu như mà mình gài cái dấu bằng này nè, lớn A lớn hơn hoặc bằng B á, thì mình xuất ra cái câu này, mà A nhỏ hơn hoặc bằng B á, mình xuất ra câu này, thì sao, ai biết, ai biết cái lỗi ở đây nó sẽ là gì ha? Không phải lỗi lúc chạy chương trình, không phải lỗi do mình build chương trình, mình biên dịch chương trình lỗi, mà khi mình chạy chương trình nó ra cái trường hợp nó bị lỗi, ai biết. ra ra hai cái thầy.
ai biết giơ tay, thầy chỉ chấp nhận giơ tay thôi, thầy không có chấp nhận trả lời nhanh. À, ôi ông Phú Mạnh sao tự nhiên ông Phú Mạnh tự hỏi tự trả lời không được, mời bạn Thuận nghe ra hai lần. sao ông Phú Mạnh tự hỏi tự trả lời vậy? Rồi Phú Mạnh hỏi thì để cho bạn khác trả lời. Rồi ra hai lần là sao em? Nó ra hai cái giá trị lớn nhất luôn. Nó ra hai giá trị lớn nhất luôn. Câu trả lời như vậy là không đúng. Câu trả lời như vậy là không đúng. Nó ra hai giá trị lớn nhất là câu trả lời cuối cùng chưa? Em phải trả lời như thế nào nó gọi là đầy đủ nhất. Còn trả lời như vậy là không đúng. Nó ra hai giá trị lớn nhất, trả lời như vậy là không đúng. Thầy nói in ra màn hình là cái giá trị lớn nhất là hai lần. Không đúng. Rồi thầy chạy luôn cho coi ha. Sao nó in ra hai lần được? 4, 6. Thấy chưa? Một lần sao hai lần? Đó. Rồi chưa hiểu, chưa đúng. Ai biết? Cần một cánh tay giơ lên. Trịnh Quang Huy. Rồi. Cái từ từ nha, để thầy bỏ này đi cho nó đồng bộ cho dễ nhìn. Thì dưới này có một cái câu lệnh nè. Thường thường các bạn có một câu lệnh thì ít khi đóng ở ngoặc lắm, nhìn nó rối mắt lắm. Mình để như vậy nó dễ nhìn hơn nè, đúng không? Còn khi nào if này đúng á, mình làm hai câu lệnh trở lên á thì mình mà hãy đóng mở ngoặc nhọn thì nó ok hơn. Cái này có một câu đóng lại nó dài cái code kinh lắm. Rồi nói nè. Chắc nó đi từ trên xuống dưới, nó lấy mỗi cái dưới thôi. Đi từ trên xuống dưới lấy mỗi cái dưới. Bậy, trường hợp nào lấy mỗi cái dưới? Lấy một cái dưới gì nó vẫn đúng mà. Nè thầy chạy nè, ví dụ như thầy nhập A lớn hơn B đi, 5 với 3 đi, thì kết quả vẫn là 5. Rồi bây giờ thầy đập B lớn hơn đi, 3, 5 đúng không? B lớn hơn, kết quả vẫn là 5. Bình thường mà. Ai biết. Minh thân. Thầy khi gặp trường hợp mà A bằng B thì nó sẽ ra hai lần giá trị lớn nhất là... Đúng, chính xác các bạn, chính xác. Rồi thầy vẽ cái hình này cho các bạn coi nha. Thầy vẽ hình cho bạn coi. Bạn mình đúng rồi đấy. Ấy xin nhầm. Mình bấm cái này cho đây. Bạn mình trả lời đúng rồi đấy. Cái này mở bên đi. Đây. Thầy vẽ cái lưu đồ của hình này cho coi, mấy cái hình người ta gọi là lưu đồ đây nha. Thì vẽ bạn coi đây. Thứ nhất là chương trình bắt đầu nè, thì nó sẽ là begin, chữ thầy vẽ hơi xấu nha, các bạn cố gắng nhìn nha. Rồi mình sẽ nhập, mình sẽ khai báo hai biến AB, rồi mình nhập hai biến AB vô ha. Thì thầy vẽ chung luôn là hình bình hành, tức là nhập AB, tức là nguyên một cái bộ lệnh là xuất ra rồi nhập vô luôn á. Rồi tiếp tục ha. Bây giờ tới if đầu tiên nè, if đầu tiên thì mình sẽ vẽ theo đúng như là cái hình đó, là so sánh A lớn hơn hoặc bằng B, đúng không? Đây, nếu như mà nó đúng nè, nếu nó đúng nè, này là đừng gặp sai nè. Nếu nó đúng thì nó thực hiện là gì? Nó xuất ra là gì? A gì? Giá trị mass đó. Này giờ xóa thôi ta. Mass bằng A đi. Ví dụ như thầy xuất ra như vậy đi nha. Các bạn tưởng tượng vậy nha, thầy nói vậy cho nhanh. Đó, mass bằng cái giá trị của A đó. Rồi, còn sai á thì nó không làm gì hết, nó đi xuống dưới. Đây. Nó sai, nó không làm gì hết, nó sẽ co vô đây. Đó, đây là cái xong cái if đầu tiên. If số 1. Đó, được không? Rồi bây giờ nó co vô, bắt đầu nó tới cái if thứ hai nè. Thì nó tiếp tục làm gì? Kiểm tra tiếp. Đó, cái if này là một cái câu lệnh riêng rồi nha. Đây là một cái câu phức riêng và đây là một câu phức riêng. Thì cái if này tiếp tục nó sẽ là gì? A có nhỏ hơn bằng gì? Bằng B không? Đúng không? Thì nếu mà nó đúng thì sao? Nó đúng thì tiếp tục là nó sẽ thực hiện, nó là vẽ cái hình này gọi là hình bút chì nha các bạn. Đó, mass bằng gì? Bằng B đúng không? Còn nó sai thì sao? Chết rồi. Giờ sao? Rồi. À đây, đó, ok. Đó, sai thì nó sẽ đi xuống đây. Đó, đúng không? Và ông này sẽ đi vô đây, đúng không? Đúng thì làm, còn sai thì nó đi qua chỗ đó và đi xuống đây. Thì đi xuống đây nó đụng hàm get ha, đụng cái hàm get. Rồi, sau đó nó kết thúc thôi. Rồi.
n. Đó, đây là một cái lưu đồ các bạn, đây là cái lưu đồ. Đó, đúng không? Đó bạn thấy không? Thì đây là cái phần if thứ hai. If thứ hai chứ không phải hiếu thứ hai nha, if thứ hai nha. Rồi. Bạn thấy không? Rồi, thì bây giờ các bạn nhìn nè. Trời thầy vẽ xấu quá. Ví dụ như cái trường hợp mà thầy cho a là bằng 5 đi, b là bằng 3 đi, tức là hai số không giống nhau á thì mọi thứ nó diễn ra bình thường. Trường hợp ngược lại b lớn hơn thì cũng vậy. Bây giờ mình nhìn nè. A bằng 5, B lớn 3 thì mình có cái if đầu tiên A lớn hơn hoặc bằng B, lớn hơn hoặc bằng B thì có cái phần lớn hơn là đúng rồi, hoặc hoặc bằng thì phần lớn hơn đúng là được, hoặc mà, hoặc tức là cái nào lớn hơn hoặc là bằng là đều được. Thì A lớn B ok đúng. Thì sẽ xuất ra A ở chỗ này ha, nó sẽ xuất ra. Đó nó sẽ xuất ra đây. Rồi ok, nó xuất A đúng không? Rồi đi xuống đây, nó kiểm tra cái if thứ hai thì nó thấy là gì? A nhỏ hơn hoặc bằng B là sai rồi. Tại vì A của mình là lớn hơn mà, A mình bằng 5 mà. Thì A nhỏ bằng B là sai. Sai thì sao? À sai thì nó bay xuống đây luôn. Nó bay, nó bay, tức là nó không làm này, nó đi xuống đây luôn. Nó không đi xuống đây luôn thì nó sẽ tới cái get, nó tới đây. Chương trình mình nó tới đây và nó dừng lại cho mình xem. Thì cuối cùng mình chỉ xuất ra được A thôi, đúng không? Đó, rồi bây giờ mình tới cái trường hợp là gì? À, hai thằng bằng nhau á, ha. A bằng A và B cùng đều bằng 5 đi. Nhìn nè, vô đây. A lớn hơn hoặc B là gì? Đúng không bạn? A lớn hơn hoặc bằng B. Vậy điều kiện này đúng hay sai? Đó. Đúng A rồi. Lớn hơn hoặc bằng B là đúng. Tại vì A lớn hơn hoặc là A bằng B thì đều đúng hết. Nên điều kiện này chỉ cần một cái dấu này là lớn hơn hoặc bằng B. Nên cái có phần bằng là đúng. Đúng, nó xuất ra lần thứ nhất. Nó xuất A. Được chưa? Rồi xong. Nó chạy xuống đây tiếp. A nhỏ hơn bằng B. A nhỏ hơn hoặc bằng B. Vẫn đúng. A nhỏ B không? Không đúng. Nhưng mà A có bằng B không? Đúng. Vẫn đúng. Lại xuất ra. Xuất ra gì? À, xuất ra. Ra B. Các bạn thấy gì chưa? Và cuối cùng tới ghép dừng lại. Kết quả là xuất ra hai lần. Ok. Ok men. Rồi chạy kết quả ha. Rồi. Các bạn rất là tinh tế luôn khi các bạn nhận ra ha. Nói này mới gọi là ứng dụng nè. Các bạn nghe thầy giảng các bạn chỉ hiểu được 30% thôi. Đừng có tự tin là ui thầy giảng ui thì dễ. Nhưng mà tới khi các bạn áp dụng cái phần này câu hỏi thì họ là áp dụng đó. Thì nó các bạn hiểu được, các bạn mới hiểu được cái kiến thức này nó tăng lên là gấp đôi, là 70-80% nha. Vẫn chưa 100% đâu. Khi các bạn tự viết code á, các bạn nhớ về nó mà các bạn dùng lại được nó thì khi đó các bạn mới đạt được full 100% nha. Đó, với kiến thức các bạn nó sẽ theo những cái tầng như vậy. Nên cố gắng làm bài tập nhiều nha. Cố gắng làm bài tập nhiều. Enter. Đây. Các bạn thấy gì chưa? Đó. Nó đây là lỗi khi chạy chương trình thì nó mới ra ha. Xuất ra hai lần. Đó. Rồi. Có ai có câu hỏi gì không? Quên. Cộng điểm luôn. Không mất công quên. Có ai có câu hỏi gì không? Bạn tên gì vậy? Bạn mới phát biểu tên gì? Trần Minh Tân. Minh Tân. Ai câu hỏi gì nữa không? Đã nói là nhất tính là không cho phép mà. Hôm sau chuẩn bị nha. Hôm sau có gì lấy điện thoại lắp in vô. Hiếu. Lấy điện thoại lắp in vô, điện thoại có mic mà. Vừa mở máy tính vừa mở điện thoại luôn, khi nào cần nói thì bật điện thoại lên nói. Nhưng mà hình như là mở hai cái mà cùng vô mic đó là hình như nó bị hú hay sao á, cứ thử đi nha. Đó, nhắn tin là không cho phép nha. Mình phải share tiếp với nhau chứ, trời ơi, thầy ngồi thì đọc tin nhắn của từng bạn nữa thì nó bất tiện quá. Rồi vậy nha, cái dấu bằng mình để một bên thôi, bên nào cũng được, bên trên cũng được hoặc bên dưới cũng được. Đó, không vấn đề gì hết. Rồi ok, bây giờ mình sẽ qua cái câu lệnh tiếp theo ha. Cái đây là cái cách mà một cái cách khác thầy giải nè, các bạn có thể xem lại ha. Các bạn coi cái slide này, các bạn xem lại cái cách giải này. Cái cách giải này cũng hay các bạn. Mình sẽ cho một cái biến mask á, mình tạo thêm một biến mask, mình sẽ gán cái biến e đó vào cái biến mask trước, sau đó mình sẽ so sánh cái biến b còn lại với cái biến mask đó, biến so sánh với b còn lại với e hoặc là với biến mask đều được ha. Thì nếu mà con B này mà ông lớn hơn 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 E á, thì mình sẽ gán ông B vào cho vô cái biến mask.
và sau đó cuối cùng mình chỉ cần xuất ra cái biến gì, cái biến mask thôi các bạn. Một cái code rất là đơn giản luôn và rất là hay nha, dùng một cái biến trung gian, các bạn hình dung được không, để chứa giá trị của một biến và sau đó dùng cái biến trung gian này so sánh với cái biến còn lại đó. Đây b so sánh với a, tức là b so sánh với mask đó. Đó thì nếu mà b vẫn lớn hơn hơn mask thì gán ông b này vào biến mask, thì sau chạy xong cái câu lệnh if này thì cái biến mask này nó sẽ chứa được cái giá trị lớn nhất các bạn. Một cái code rất là hay luôn ha, các bạn coi và chạy đi và suy ngẫm đi, có gì không hiểu thì tuần sau hỏi thầy. Và đây là cái lưu đồ nè, đây là cái lưu đồ ha, và đây là cái đoạn lệnh if nè, lệnh if nó sẽ từ đây tới đây đó, lệnh if từ đây này. Rồi cứ coi nha, có gì không hiểu cứ hỏi thầy. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục tới câu cái dạng tiếp theo, dạng số 2, đó là if đủ bạn, if đủ. Hồi nãy if thiếu rồi, if thiếu nó chỉ có mỗi cái if thôi. If đủ các bạn thấy nó có cái sự xuất hiện thêm phần gì, phần else. Phần else, else này thì không có điều kiện nữa, không có biểu thức điều kiện như là cái chỗ này. Biểu thức luận lý là biểu thức điều kiện đó nha, biểu thức điều kiện hay các bạn có thể gọi là so sánh, hay các bạn gọi là điều kiện cũng được đó. Thì đây là cái biểu thức luận lý. Cái else này thì không có ha. Cái else này nếu mà tiếng Việt nó nghĩa là gì các bạn? If nghĩa là nếu, nếu cái điều kiện đúng thì mới thực hiện cái này. Else thì cái tiếng Việt mình nghĩa là gì? Ngược lại. Ngược lại. Đó. Giáo viên tiếng Anh hay gọi là gì? Hay hỏi gì các bạn? Anything else? Hay hỏi gì? Anything else? Hoặc là gì? What gì? What else? Đúng không? Đó. Các bạn đúng không bạn? Còn gì nữa không? Cái gì có những cái trường hợp khác không? Đó. Đó. Thì cái tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh hay hỏi vậy. Thì cái chữ else này nghĩa là ngược lại, tức là những cái còn lại ha, là trường hợp còn lại ha. Tức là gì? Tức là phủ định của gì? Của cái biểu thức này, hoặc là mình có thể gọi là gì? Phủ định ha, của if ha, phủ định ngược lại của if luôn ha, phủ định luôn. Thì nếu như mà if đúng á thì nó sẽ thực hiện khối lệnh 1. Còn else là ngược lại là cái biểu thức này sai, tức là phủ định lại cái trường hợp này, thì nó thực hiện cái câu lệnh gì? Câu lệnh 2. Thì đối với cái cấu trúc mà if đủ á thì sao các bạn? Trời ơi, có bạn đang chơi game các bạn. Mà đó, ông Phú Mạnh nè. Nghe tiếng luôn, các bạn nghe tiếng không? Hay thì có Mạnh, xuất sắc nha Mạnh. Rồi. Ok. Rồi, mình lại tiếp tục ha. Thì nghe tiếng nó đang mài kiếm bạn, tung tuyệt chiêu á. Mà thôi, cái đó là cái việc của các bạn. Thầy không có quản vấn đề đó nha. Rồi. Nhớ tắt mic là được. Buồn thì các bạn thôi kệ đi, không sao. Các bạn nghĩ sao, các bạn giỏi, bạn làm bài tập được, các bạn hiểu bài được là được. Đó. Còn phương pháp các bạn tiếp cận nó như thế nào thì đây, thì ở trên đại học các bạn có thể tiếp cận nó bằng những cái cách khác nhau, đó là tùy các bạn. Rồi. Với cái if thiếu á, nếu mà đúng á, thì nó làm, còn sai là nó không làm gì hết. Nhưng mà đối với dạng if đủ á, thì nếu mà đúng nè, nếu biểu thức điều kiện mình là đúng thì nó sẽ thực hiện cái câu lệnh 1. Nhưng mà trường hợp mà nó sai á, sai tức là gì? Else á, thì tức là những cái trường hợp biểu thức này sai nè, tức là phủ định cái biểu thức này, tức là còn trường hợp ngược lại á, thì nó sẽ vẫn thực hiện cái khối lệnh 2 các bạn. Nên dù đúng hay sai thì vẫn sẽ phải thực hiện một cái công việc gì đó ha. Rồi sau đó hai bên nó vẫn là gì? Vẫn sẽ gặp nhau các bạn thấy không? Đó, đúng thì làm cái khối lệnh này, còn sai á thì nó đi xuống nó thực hiện cái khối lệnh này. Và tới đây, và nó sẽ đi xuống tiếp tục và nó thực hiện những cái câu lệnh những cái câu lệnh khác nếu cần. Đó. Được chưa mọi người? Đó, thì đây là if else. Đó, là câu lệnh. Các bạn thấy cái sự rẽ nhánh không? Nếu như mà if đã đúng rồi, nó thực hiện khối lệnh 1 rồi thì từ đây nó sẽ bay xuống đây luôn các bạn. Nó sẽ bay xuống đây luôn và đi tiếp. Đó, còn nếu mà cái if này không đúng á, rẽ nhánh mà. Nó if cái nhánh if này không đúng thì nó sẽ đi xuống else và nó thực hiện cái này và tiếp tục là sao? À, nó sẽ đi vô đường này và nó cũng đi xuống dưới luôn. Tức là if và else chỉ có một nhánh được đi thôi. Nếu mà đã đi nhánh trên rồi thì nhánh dưới này chắc chắn nó sẽ gì? Nó sẽ không đi. Các bạn thấy không? Nè, một lại đi cái nhánh này. Đúng không? Nhánh đúng. Hai lại đi theo nhánh sai.
các bạn thấy không? Đó, và hai bên đụng nhau đây và đi xuống tiếp phần ở dưới ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ demo cái này cho các bạn, à quên, cho một cái bài tập đã đây. À, nhập vào hai số nguyên AB, so sánh xem hai số này có bằng nhau hay không, đúng không? Có bằng nhau hay không? Thì cái việc mà so sánh có bằng nhau hay không á, mình hình dung trong đầu mình liền các bạn, mình dùng if else là quá hợp lý luôn á. If A mà bằng B thì sao? Thì là có bằng nhau. Else ngược lại các bạn, tức là những cái phần nào, những cái phép điều kiện nào á mà các bạn thấy đề yêu cầu á, mình chỉ cần gì, hai trường hợp thôi, một là trường hợp này, hai là trường hợp ngược lại ha, là xong. Đây cái chỗ này thì mình sẽ xuất ra là gì, A bằng B, còn chỗ này mình xuất ra là gì, là ngược lại á, A gì, A không bằng không bằng bằng B hết, vậy thôi. Thì cái đó mình sẽ dùng if và else ha. Đó. Còn trường hợp nào mà mình chỉ muốn if đúng thì làm, còn ngược lại mình không làm gì cả thì mình dùng dạng if thiếu ha. Còn mà mình muốn xét luôn đúng cái này làm cái này, còn ngược lại là không đúng cái điều kiện trên làm cái này thì mình dùng if else. Rồi. Cái bài này thì đơn giản thôi ha, mình gõ nhanh luôn, rồi sau đó ai có câu hỏi gì thì mình hỏi. Nhập AB, à, kiểm tra coi gì đúng sai gì đó, đúng không? Rồi xóa lại cái này đi cho nó, xóa luôn đi. If A bằng bằng, để đây là phép so sánh ha. A có bằng bằng B hay không? Nhớ so sánh là phải hai dấu bằng nha. Sai cái này là ra đi luôn cái bài toán, là coi như không điểm. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm gì? If A bằng bằng B, mình sẽ print ra là gì? A bằng B, ví dụ như mình hay mình đổi kiểu đi, mình ghi vậy, A bằng phần trăm B tiếp, chỗ này phẩy gì, A phẩy gì B, đúng không? Đó. Rồi else các bạn, else ha, là ngược lại đó. Các bạn thấy nó tô đậm lên không, tức là cái else nè phải đi kèm với if, các bạn thấy không? Có if thì mới có else nha, tại vì else là nó phủ định lại cái điều kiện ở trên đây rồi, nên mình không có cần ghi lại ở đây nữa nha. Phủ định này tức là A bằng B từ trường hợp còn lại gì, A lớn hơn B hoặc là A nhỏ hơn B đó, thì nó else đó. Mình print ra. Và vì cái if này là nó chỉ có một câu lệnh đơn nên thầy không có đóng mở ngoặc ha, còn nếu mà có nhiều quá thì các bạn sẽ đóng mở ngoặc nha. Các bạn có thể đóng mở ngoặc như thế này đó, cũng được đó, nếu các bạn thích ha, thì tùy các bạn thôi, không sao hết, có cũng được không có cũng được, tại vì có một câu lệnh đơn thôi. Rồi mình print ra gì, à, phần trăm gì A đúng không, không bằng đúng không, không bằng phần trăm D phẩy A rồi phẩy B đúng không, đó vậy thôi. Đó. Thì cái A đầu tiên này sẽ xuất đây, B nó B này sẽ xuất ở đây. Rồi có hai cái if và else ha, bằng á, thì xuất này, còn ngược lại thì xuất cái này, hết. Chương trình rất đơn giản ha, chạy chương trình. Mời bạn nhập AB 4, 3 đó, 4 không bằng 3, quá đẹp các bạn, thấy không? Rồi chạy tiếp 5 đó, 5 bằng 5, trời ơi, hiển nhiên rồi. Rồi, ok. Rồi có ai có câu hỏi về if else hay không? Nhìn thấy nó dễ quá ha, tới khi làm bài tập xong mới làm không nổi, tại vì bài tập nó khó hơn các bạn, bài tập thì nó rất là nhiều bài nó khó hơn. Rồi tiếp tục ha, tiếp tục cái dạng tiếp theo, đáp án nè, đáp án thì đúng y chang luôn đó. Thì ở đây nè các bạn nhìn cái hình nè, nếu A bằng bằng B là đúng đó, thì mình xuất ra A bằng B, còn sai á else nè thì mình xuất ra là gì, A khác B đúng không? Xuống đây và nó đi xuống đây. Thì cái slide này thầy có gửi ha, có gì các bạn coi lại. Rồi bây giờ mình sẽ tới cái phần này ha, cái phần này khá là thú vị luôn, cái phần này một cái bài tập khá là thú vị. À, rồi bài này thầy nhờ các bạn một bạn xung phong các bạn, cái đề như sau.
À, nhìn lại cái bảng mã ASCII ha, khi mà mình nói về ký tự, khi mình nói về cái bài toán mà ký tự á, ký tự mấy cái ký tự ABCD đó, cái ký tự kiểu tra, kiểu ký kiểu tra là kiểu ký tự á, thì mình phải nhớ nhớ về cái bảng mã ASCII. Thì các bạn nhớ là cái ký tự hoa mình á là sẽ bắt đầu từ cái số 65 cho tới số 90, đúng không? Còn ký tự thường của mình á, ký tự chữ á, thường của mình á là từ 97 cho tới gì? 100, 122 ha. Thì mình nhớ những cái khoảng này ha. Thì ở đây thầy có ghi luôn rồi. A nhỏ ký tự là nháy đơn ha, nháy đơn A nhỏ là từ 97 cho tới gì? 100 Z, Z nhỏ là 122. Đó, ngoài cái khoảng khoảng này thì nó sẽ là những cái ký tự khác ha. Rồi thì đề yêu cầu như sau. Nhập vào một ký tự. Nếu ký tự nhập vào là ký tự thường, nó ký tự nằm trong cái khoảng này ha. Đây. Mình vẽ cái trục lên. Thì đây đây là cái trục này là ký tự A nè, ký tự A thì tương ứng với ký tự A là số 97 ha, ký tự A. Và cái ký tự này ký tự tự Z. Ký tự thường á là số tương ứng là 100, 122. Còn ngoài ha, còn ngoài cái đoạn hai bên này thì nó là những cái ký tự khác ha, có thể là ký tự hoa, ký tự số, vân vân, ký tự đặc biệt, vân vân. Đó, ngoài này là những cái loại ký tự khác. Còn đây là cái khoảng ký tự thường. Đó, ký tự thường từ đây đây. Rồi. Thì để yêu cầu nếu nhập vào là ký tự thường, tức là cái ký tự nằm trong khoảng này thì chuyển thành ký tự hoa ha. Chuyển ký tự thường sang ký tự hoa thì mình cộng thêm hay mình trừ đi ta 32 ta. Ký tự thường bên đây. À, ký tự hoa nhỏ hơn, vậy là trừ đi ha. Ký tự hoa sẽ là trừ đi 30 12. Rồi. Rồi thì ngược lại tức là còn lại á, còn lại là các ký tự đặc biệt nè, ký tự số nè, ký tự hoa nè, tức là những cái ký tự còn lại á, ha, ký tự thường thì chuyển thành ký tự hoa, còn những cái ký tự khác mà mình nhập những cái ký tự khác á, tức là nằm ở bên đây hoặc là nằm ở bên đây thì có thể là ký tự số, ký tự hoa, ký tự gì gì đó thì mình chỉ xuất lại ký tự đó ra màn hình thôi ha, chỉ xuất lại cái ký tự đó ra màn hình thôi. Nhưng mà nếu mà nhập ký tự thường á thì mình mới chuyển thành ký tự hoa, còn tất cả những ký tự còn lại á, thì mình cứ nhập vào ký tự gì thì mình xuất ký tự đó ra màn hình. Rồi, nhờ một bạn xung phong giải bài này. Bài này thì mình thấy là gì? À, nếu ha, nếu đúng thì làm gì đó, ngược lại các bạn, ngược lại thì làm gì đó, thì cái chỗ này mình xài câu lệnh if đủ là tuyệt vời nhất. Rồi. Có ai xung phong không? Ừ, có một bạn xung phong. Đó, bạn Thuận An tiếp. Thuận An giỏi với ta. Thuận An giơ tay hoài vậy. Anh chia sẻ màn hình đi sao thầy? Ủa em code xong luôn rồi hả? Không thầy em chưa làm, nhưng mà em Rồi. hiểu sơ sơ. Rồi, bây giờ em đọc cho thầy code cho. Bây giờ đề yêu cầu là nhập vào một cái ký tự, rồi đọc đi. Ha, đề yêu cầu nhập vào một cái ký tự. Rồi. Em thì screen cái hàm mà mời bạn nhập A thì dưới khai báo A luôn. Cha. Ghi sao đọc cho thầy, đừng 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 cho thầy tự làm chứ, đúng không? Rồi ghi Cha sao. của A Đó, khai báo biến e kiểu che rồi đây, kiểu print là mời bạn nhập A. rồi. Thì dưới là scan A. Scan F ha, nên đọc là scan F chứ không mất công một thời gian mình quên đó nha. Rồi gì nữa? Nghe đó là phần trăm C Ký tự phần trăm C rồi. và A. Rồi ha, nó nhập ký tự A nhưng mà phần trăm C tại vì nó là ký tự. Rồi. Nếu A lớn hơn 97 và mày mé hơn nhiều thì em quên. À. Cái dấu và của ấy là cái dấu gì ta? À, cái dấu về ký tự Z là 122. Và A bé hơn 122. Thế hơn 122.
cái dấu và của nếu như là dấu gì, như hai dấu và hay một dấu và. Chú các bạn chú ý nha, cái phép mà kiểm tra điều kiện của hai điều kiện phải đúng thì đây là mình sẽ dùng cái dấu và, nhưng mà không phải là một dấu và mà phải là và nha các bạn. Đây là cái lúc mà mình học cái kiến thức mà cái buổi cái tuần 1 mình chưa học á. Đây, cái tuần 1 thì kêu là từ từ mình học sâu á, là cái phần mà mấy cái phép so sánh á, mẹ nhớ không? Đây. Đây ha, cái phép quan hệ, cái phép so sánh á. Các bạn thấy chưa? Đây, lớn hơn một bằng nè, nhỏ hơn một bằng nè. Bằng bằng nè, chấm than bằng tức là so sánh không bằng ha. Nếu như A không bằng B, A không bằng 2 đúng không? Rồi, tiếp theo là cái phép mà kết hợp giữa hai cái biểu thức so sánh ha. Tức là cả hai biểu thức này phải đúng thì cái kết quả này mới là gì? Mới là đúng các bạn. Thì cái này là dùng cái dấu và ha. Cả hai biểu thức này phải đúng thì cái kết quả tổng này á, nó mới trả về là đúng nha. Còn nếu như chỉ cần một trong hai cái này sai thôi thì cái phép và này á, nó sẽ trả về kết quả là gì? Là sai. Chú ý ha, chỗ này A lớn hơn 3 thì nghĩa là sao? Ví dụ như cái này là đúng đi, đúng mà và tức là và ha, và với B nhỏ C ví dụ như cái này là đúng đi đó, thì kết quả và tức là cả hai cùng đúng thì kết quả chung của cái này mới là gì? Mới là đúng đó. Và hình dung nha các bạn, nhớ nha. Còn nếu như mà một cái đúng một cái sai á thì kết quả sẽ là gì? False. Một cái đúng một cái sai thì và với nhau thì kết quả sẽ là gì? Là sai nha. Chỉ cần có một ông sai thôi thì kết quả sẽ là sai ha. Cái đó gọi là dấu và ha, chú ý ha. Còn hoặc á, gạch á, o hoặc á thì chỉ cần một bên đúng thôi là được ha. Một cái đúng thôi là đúng ha. Cái này đúng hoặc cái kia đúng đó, cái này là hoặc. Rồi, khi nào mình tới những phép đó thì thầy sẽ chỉ tiếp. Cái chấm than á là phủ định ha, phủ định của cái biến đó, thì mình ghi chấm than trước cái biến nào đó thì tức là phủ định. Rồi. Rồi. Thì mình quay lại cái bài toán của mình. Mình nhìn lại cái này thì mình thấy là gì? Cái biểu thức if, cái biểu thức so sánh này nè, mình nhập một cái biến ha, mình ở đây mình sẽ nhập một cái biến là một cái biến A nào đó, cái biến cha A nào đó đúng không? Rồi một cái biến A mà mình phải xác định là if A có thuộc cái khoảng này hay không thì mình phải kết hợp cái lệnh và bạn mình kết hợp lệnh và là đúng rồi đó. A nó phải lớn hơn cái mút 97 này, thật ra lớn hơn một bằng đó nha em Thuận An, sai rồi nha. Em mới thấy thầy phải có dấu bằng nha, tại vì cái A, ký tự A này nó đã là 97 rồi, nếu chỉ để lớn hơn A thôi tức là cái trường hợp bằng A là nó sai, nó không đủ, nó phải lớn hơn hoặc bằng nó mới đầy đủ nha. Đó, A phải nằm trong đoạn này, tức là A phải lớn hơn bằng 97, nhưng mà nếu như mà mình chỉ ghi như thế này thôi thì như vậy mình ghi vậy là sai, tại vì A lớn bằng 97 thì A có thể nằm bên đây, cái biến A nó có thể nằm ở đây vẫn là lớn hơn bằng 97 rồi, như vậy là sai, không đúng. Đó, thì nó phải kết hợp cái gì? A nó cũng lớn hơn bằng 97 và cái biến A này nè nó phải sao, nhỏ hơn hoặc bằng 122 thì khi đó A nó mới lọt vào cái đoạn giữa này được nha. Nên cái chỗ này mình phải xóa đi, mình thêm cái dấu gì? Và biến A nó phải sao, nhỏ hơn hoặc bằng gì? 1.20 12. Nó thì khi đó cái biến A này nó mới thuộc vào cái ký tự thường nằm trong cái đoạn này được đó. Ok rồi, quay lại với chương trình của mình. Rồi, ok, thì cái chỗ này mình sẽ thêm dấu gì? Lớn hơn hoặc bằng 97 và A nhỏ hơn hoặc bằng 122. Rồi, tiếp tục. Thì dấu ngoặc nhọn. Thì green là... Thì... ký tự hoa của A là... Như là trên đó là A bằng A trừ 32 này. Nghiêm chứ. Trên đó là trên đâu? Trên đấy hả? Ngay sau cái dấu ngoặc nhỏ này. Đầu tiên này. Ngay sau dấu ngoặc nhọn đầu tiên. Có ít này. Dạ. Cái lệnh A bằng A trừ 32. A bằng A trừ 32. Dạ. Wow. Vậy là cái if này có tận hai lệnh luôn hả? Đây, một câu lệnh. Và đây là thêm một câu lệnh nữa. Đúng không? Dạ.
cái tự tương ứng là phần trăm c thì phải a phần trăm c ấy a a còn ở dưới là eo nhập ra những ký tự đặc biệt, ký tự đặc biệt tên gì, có cái điều kiện thì mở rồi cái đề bài này xuất ra những cái từ đặc biệt hoặc viết qua thì xuất các ký tự ra màn hình, thì chỗ này mình lên gì à, ký tự vừa nhập ra rồi sao nữa, phần trăm c à, như thiếu cái dấu ngoặc nhọn đó. Nhọn đó. Sao em rồi hả, rồi ủa cái này có coi trước cái video của lớp hôm qua không vậy? Chưa chưa coi mà giải tốt vậy, good quá vậy. Rồi đúng rồi nha các bạn, là các bạn chú ý nè à, khi mà a mà thuộc trong cái đoạn này ha, là ký tự thường rồi đó, thì ở đây đối với nó là ký tự thường thì mình phải làm hai cái điều lận. Nếu như nó thuộc ký tự thường thì mình làm phải hai điều lận. Thứ nhất là mình phải lấy cái biến a đó ha, mình trừ cho 32 thì mình mới chuyển được cái ký tự thường này nè thành cái ký tự hoa, đúng không? Và thứ hai là mình phải xuất cái ký tự mình mới tính toán xong ra màn hình đó. Thì vì vậy ở trong cái if này mình có hai câu lệnh các bạn, đây bắt đầu dấu ngoặc nhọn bắt đầu có tác dụng rồi nè, các bạn thấy không? Tại vì ở đây mình phải thực hiện hai cái câu lệnh. Đây câu lệnh thứ nhất là thực hiện một cái phép toán để cập nhật lại cái biến ký tự này, và cái thứ hai là xuất cái ký tự này ra màn hình ha, ký tự thì phần trăm c ha đó. Vì vậy mình phải dùng dấu ngoặc nhọn đó. Nếu như mà là ký tự thường thì mình chuyển sang ký tự hoa và xuất ra màn hình, được chưa? Rồi cái trường hợp else là ngược lại, nếu như nó không phải là cái ký tự thường thì tức là bắt đầu nó thuộc ở bên ngoài, nó bên đây ha. Else là ngược lại mà, cái này cái if này tức là nằm ở giữa rồi, còn else là nó ngược lại, tức là nó không thuộc ở giữa này thì nó sẽ nằm bên đây, hoặc là nó nằm bên đây các bạn, nằm ở đây hoặc là nằm bên đây. Thì bên đây với bên đây á là ngược lại, là bên ngoài này có rất là nhiều loại ký tự số có, ký tự đặc biệt có, ký tự hoa có ha. Thì mình để yêu cầu chỉ là cái gì thì xuất ký tự đó ra màn hình thôi, thì chỉ xuất thôi thì ok. Trường hợp ngược lại mình tiến hành làm gì à, xuất cái ký tự vừa nhập là ra màn hình hết rồi, vậy thôi. Tại vì đối với ký tự mà không phải ký tự thường á, mình không làm gì cả, mình chỉ xuất ra thôi, chỉ có một câu lệnh thôi ha. Chỉ có một câu lệnh duy nhất cho cái trường hợp ngược lại ha. Còn cái chỗ này mình có đóng ngoặc hay không cũng được, tại vì ở đây mình chỉ có một câu lệnh thôi ha. Ở đây thì có hai câu lệnh nên bắt buộc là phải gì? Phải đóng ha, bắt buộc, cái này là bắt buộc. Rồi. Ok, có ai có câu hỏi gì không? Để thầy chạy thử coi đúng không lại nha. Rồi có ai có câu hỏi gì thì mình đặt. Ký tự thường nè, đó thì ký tự hoa là R lớn thấy không? Ký tự hoa tương ứng, rồi chạy lại tiếp, nhập ký tự hoa đi. Đó thì ký tự vừa nhập là M, nó đã nằm ngoài cái khoảng 97 tới 122 đó, thấy không? Chạy lại tiếp, vừa nhập ký tự số đi. Đó thì ký tự vừa nhập là con số đúng không? Nhập ký tự đặc biệt luôn nè, ký tự đặc biệt luôn. Đó, Enter. Đó, ký tự vừa nhập là đó, thấy không? Rồi, ok. Rồi có ai có câu hỏi gì không hiểu chỗ nào? Rồi, ok ha. Nếu không có ai câu hỏi gì thì mình tiếp tục. Rồi. Được hai con 10 rồi ha. Ok, tốt. Rồi. Đây là cái đáp án ha. Đây cái đáp án thì có gì các bạn coi lại cái đáp án này. Thì các bạn nhìn nè. Ở đây có một cái cách khác ha. Có một cái cách khác là mình có thể là sao?
mình có thể không cần so sánh với số 97, ký tự A là 97, ký tự C là 122 đúng không? Nhưng mình vẫn có một cái cách khác là mình dùng luôn cái ký tự vẫn được các bạn so sánh với cái ký tự vẫn được ha. Rồi thì sửa cái code mình lại một xíu cho các bạn xem. Với cái cách này mình không cần phải nhớ cụ thể cái cái con số ở đây ha, cái con số đây, số 97 hay gì đó, mình không cần nhớ cụ thể. Mình có thể làm gì, mình dùng này nè, mình so sánh cái biến này này, A này là biến ha, A là biến, còn ký tự á, mình sẽ viết như sau. 97 này thì thật ra nó tương ương với cái ký tự A như thế này đó, thấy không, có hình dung được không? A, cái biến này của mình nó lớn hơn bằng bằng cái ký tự A, các bạn thấy không? Và A sẽ nhỏ hơn hoặc bằng gì, ký tự gì, ký tự Z nhỏ, các bạn ghi vậy vẫn được nha. Thì các bạn đỡ phải nhớ nhớ cái số tương ứng với cái ký tự này, các bạn không cần phải nhớ con số luôn, các bạn dùng cái dấu nháy này thì nó sẽ so sánh được. Khi mà cái chương trình biên dịch đó, nó sẽ tự nó tự dò trong cái bảng mạng ASCII á, là cái nháy A này nè là tương ứng với cái con số 97, nó tự dò. Còn cái ký tự Z này tương ứng với con số là 122, các bạn thấy không ha. Rồi chạy chương trình. Rồi, thì nhập G đó, ký tự hoàn ứng không, mọi thứ vẫn ok ha. R đó, dấu này đó ha. Ok, có ai có câu hỏi gì không? Ok, rồi tiếp tục ha. Rồi, cái if thứ ba mà mình sẽ học ngày hôm nay các bạn, rất rất là khó luôn, cái if này rất là khó luôn. Thì các bạn cố gắng chú ý. Đó. Cái if này rất khó luôn. If số 3. Các bạn thấy đặc điểm là gì? Cái if thiếu mình á là chỉ có một mình cái if thôi. Đúng không? Một if thôi. Và cái if đủ mình á là if với gì? Cái gì gì đó và với else, thấy không? Và cái if số 3 mình á là cái if mình nó sẽ có cái dạng khá là đặc biệt, nó là gì, bắt đầu á là if và kết thúc á là gì, là else, nhưng mà cái khoảng giữa mình á thì có thể là gì, else if, đúng không? Thì đây là cái cú pháp ban đầu, nó cũng sẽ kiểm tra if nếu mà cái biểu thức luận lý số 1 nè, tức là cái so sánh cái biểu thức này nè, nếu như mà nó đúng á thì nó sẽ thực hiện cái khối lệnh này đó, và sau khi thực hiện xong á nó sẽ đi xuống dưới đây, vậy nó sẽ bỏ qua hết mấy này nha, bỏ qua hết, đi xuống dưới đây và đi xuống dưới đây đó. Nhưng mà nếu như cái if này là sai á, cái if này là sai ha, if này là sai sai đó, thì cái chương trình mình á nó sẽ đi xuống dưới đây các bạn nha. Nhớ chú ý nha, nhìn kỹ chỗ này nha, if này mà là sai thì nó sẽ đi xuống dưới đây và nó kiểm tra là else if là cái biểu thức điều kiện tiếp theo các bạn. Nó lại kiểm tra cái else nè là phủ định là cái trước rồi đúng không? Và nó if tiếp và nó kiểm tra tiếp cái biểu thức cái điều kiện lần thứ hai đây nè, có đúng hay không? Có đúng hay không? À, thì nếu như mà cái biểu thức này là đúng đi thì cái đường này nó không nằm đây nữa nha, cái đường này nó không nằm đây nữa. Mà nếu như cái này sai rồi thì chương trình nó sẽ đi từ đây, nó sẽ đi xuống dưới đây và nó kiểm tra else if đó. Else là cái ngược lại với điều kiện này và nó kiểm tra if cái biểu thức này có đúng không, nếu mà đúng thì sẽ đi, nó sẽ thực hiện cái này và nó sẽ đi xuống xuống dưới đây, đúng không? Đó, cái cách thức nó hoạt động là như vậy, nó gọi là lệnh rẽ nhánh mà, nên cái nhánh nào đã đúng rồi thì nó sẽ đi xuống luôn đó, nhánh này chưa đúng thì nó lại tiếp tục kiểm tra những cái nhánh tiếp theo ở dưới này. Rồi thì bây giờ lại xóa này đi. Nếu như trường hợp cái này không phải đúng luôn á, cái này mà là false luôn á, thì cái khối lệnh 2 này nó sẽ không thực hiện. Thì từ đây nó sẽ bay xuống dưới đây tiếp, nó là else if tiếp, else lại phủ định ở trên đây và lại if tiếp, lại kiểm tra cái biểu thức này có đúng hay không. Đây là một cái bộ ha, đây cũng là một cái dạng câu lệnh phức, và mà phức một cách dã man luôn, tức là nó phức rất là nhiều gì, rất là nhiều cái trường hợp trên mà sai thì nó lại đi xuống, nó kiểm tra những cái trường hợp tiếp theo này. Đó, else if nó lại kiểm tra. Thì cái chỗ này mình sẽ thấy là cái gì? Nó lại kiểm tra biểu thức này. Nếu mà biểu thức này là đúng á thì nó sẽ thực hiện cái khối lệnh này và nó sẽ gì? À, nó sẽ đi xuống phía dưới này. Các bạn thấy không? Đó.
và nó sẽ không có làm những cái gì ở dưới đây nữa, nó không quan tâm cái những cái này nữa. À, tức là ở trên đã đúng rồi, nếu ở ở đâu đó đúng rồi thì những cái phía dưới này nó không cần quan tâm nữa. Nó đi xuống đây, phải đi xuống đây, nó thực hiện cái tiếp tục ở dưới đây nha. Rồi. Đó, nếu như cái này cũng sai luôn thì sao? Nếu như cái if này cũng sai luôn thì sao? Cũng sai luôn thì nó sẽ không đi ở đây ha, mà nó sẽ tiến hành làm gì, nó đi nó bay xuống đây. Và cái cuối cùng của mình các bạn thấy không? Tận cùng của mình đó thì mình có thể xài là gì? Là else. Else tức là gì? À phủ định lại, à, còn lại các bạn ha, còn lại. Còn lại. À, cái else này thì không có điều kiện gì nữa hết á. Mà cái còn lại tức là tất cả những cái if này sai hết, các bạn thấy không? Sai 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 thì chương trình mình sẽ đi tới cái câu lại, và cái câu lệnh thì chắc chắn sẽ được gì? À, sẽ được thực hiện các bạn. Nếu mà mấy ông sai rồi thì thôi, tôi thực hiện cái câu lệnh này. Còn nếu như mà ông nào đó đúng thì sao? Thì ok, thì tôi sẽ thực hiện cái ông đó, và những cái ông còn lại tôi sẽ không kiểm tra nữa. Nhưng mà nếu mà ông trên sai thì tôi lại tiếp tục xuống kiểm tra ông này. Nếu mà ông này sai thì tôi tiếp tục kiểm tra ông này. Nếu ông này sai, tôi tiếp tục gì? À thôi chạy cái câu lệnh còn lại cho rồi, else chạy lại. Đó, thì cái mô hình các bạn nhìn qua đây luôn luôn bắt đầu bằng gì? Bằng if các bạn ha, nguyên một cái bộ lệnh if else if else if gì đó, luôn luôn bắt đầu bằng if. Nếu mà biểu thức này đúng thì nó thực hiện cái câu lệnh một và nó đi thẳng xuống đây luôn, các bạn thấy không? Nha, nguyên một cái bộ lệnh này if else if else if else, thì nếu như một cái nhánh nào đó đã đúng, cái nhánh bắt đầu nào đã đúng rồi là nó đi xuống luôn, chứ nó không có kiểm tra cái phần còn lại nữa nha. Ví dụ như thầy quay lại cái chỗ này lại, thầy xóa này đi nha. Ví dụ như cái ông đầu tiên này mà đúng đi, ví dụ như ngay ông đầu tiên là đúng luôn đi, các bạn thấy không nè, cái thầy vẽ nè đây, nếu ngay ông đầu tiên đúng thì chương trình nó sẽ thực hiện cái khối lệnh một và nó tiến hành làm gì? Nó đi thẳng một mạch xuống xuống dưới đây luôn các bạn, nó đi thẳng một mạch xuống dưới đây luôn, và những cái này nó không quan tâm nữa, nó không thèm quan tâm nữa nha, nó đi thẳng từ đây luôn, đi đi đi. Đó, và nó không đây, các bạn nhìn hình đi, if nếu mà if này đúng thì nó đi thẳng một mạch xuống đây luôn, thực hiện cái khối lệnh một, đúng không? Và nó đi thẳng đây luôn, những này nó không cần kiểm tra nữa ha, tại vì đây là một cái bộ lệnh phức, điều kiện trên đây đã đúng rồi thì những cái phần dưới đây mình không cần kiểm tra nữa. If else và else đó, chú ý ha. Rồi, nhưng mà nếu cái ông đầu tiên là sai nè, false, nếu ông đầu tiên này là gì? False, sai, thì chương trình mình cái này nó sẽ không thực hiện được. Và thì nó sẽ đi qua đây, nó đi qua sai và nó kiểm tra cái ông này tiếp theo, đi qua đây sai và kiểm tra tiếp thì nó sẽ là gì? Else và gì? Và if, đúng không? Else if tức else là phủ định lại, else này tức là nó phủ định lại ông này nè, nó kêu ôi ông không, ông đúng rồi đó, else là ngược lại nè, if lại tiếp tục kiểm tra cái điều kiện tiếp theo đó. Thì đây cái biểu thức số 2, thấy không? Đó, thì nếu mà biểu thức số 2 này mà là đúng thì nó thực hiện cái khối lệnh 2 và nó sao? À, nó đi luôn chứ nó không có cần kiểm tra cái những cái trường hợp phía sau này nữa, đúng không? Đó, else if đó, đúng thì đi qua đây. Còn nếu mà tiếp tục cái điều kiện này, else if này vẫn sai thì nó lại đi qua đây. Và cái sai cuối cùng nè, cái sai qua đây, các bạn thấy nó thực hiện luôn mà không có có kiểm tra điều kiện nữa, thì các bạn suy ra liền đây chính là cái tình huống gì? Else, tức là mấy điều kiện biểu thức này sai hết thì thôi tôi thực hiện cái trường hợp còn lại đây, cứ đi qua đây thì tôi sẽ thực hiện cái khối lệnh này và tôi sẽ đi qua đây, à, quay về đây, à, thì cái cuối cùng sẽ là else. Và cái else if này nè, các bạn có thể đưa ở giữa cái bộ lệnh này nhiều lần ha, các bạn có thể ít lên n lần cũng được luôn, các bạn có thể thực thi else if n lần cái này đều được, nhưng mà chú ý là luôn luôn bắt đầu bằng gì? Bằng if ha, và kết thúc bằng gì? Bằng else ha, kết thúc bằng else, tức là cái trường hợp còn lại thì mình sẽ thực hiện thôi, mình không kiểm tra nữa. Còn ở giữa, ở cái khoảng giữa này, các bạn có thể là else if nè, xong rồi lại tiếp tục else if nè, là else if nè, else if nè, tới khi nào nó đúng thì nó thực hiện cái lệnh tương ứng thôi là được. Đó. Còn lại không thì nếu tất cả mọi cái này đều sai hết thì nó sẽ đi tới cái else và nó thực hiện cái khối lệnh cuối cùng của cái trường hợp else ha. Thì đó là cái ý tưởng. Có ai có câu hỏi về ý tưởng này không? Cái phần này khá là khó hiểu ha. À, thường thường á, các anh chị trước của các bạn á, phải học tới lần thứ hai, lần thứ ba các bạn, tức học lại á, đóng tiền học lại, đúng không? Rất môn đóng tiền học lại thì mới hiểu rõ tường tận được, nên mình cố gắng, mình đừng để bị như vậy. Thì cái cách hay nhất là mình hãy lên mấy kênh YouTube của các
YouTuber mà có giảng về cái câu lệnh này á, các bạn nghe lại ha, nghe thêm. Có thể cái cách thầy giảng của bạn chưa hiểu thì các bạn lên nghe những cái YouTuber khác trình bày và các bạn học nhóm với nhau á để các bạn hiểu thêm nha, chú ý nha. Rồi. Thì đây thầy có một cái bài tập cho các bạn ha. Cái bài tập này rất là đơn giản thôi, hơn thầy giải luôn cho. Cái bài này nó khá là đơn giản. Nhưng mà nó sẽ dùng if, else if và else. Đó là gì? Nhập vào hai số AB, kiểm tra và xuất ra A có bằng B không? A có lớn B không? Và cái trường hợp còn lại A sẽ là gì? A nhỏ hơn B, đúng không? A bằng B hoặc là A lớn B hoặc là gì? A. Cái chắc chắn còn lại sẽ là gì? A nhỏ hơn B, tức là chỉ có ba trường hợp thôi. À, kiểm tra. Rồi. Thì ví dụ bài này thì thầy dùng cái kỹ thuật if rồi else if rồi else if rồi else if cho các bạn coi ha. Rồi. In A B. Rồi. Print F. Yeah. Trong D. Rồi. À, if các bạn, cái if đầu tiên luôn luôn bắt đầu bằng if đầu tiên ha, if A mà lớn hơn B á thì mình xuất ra là gì? A lớn hơn B. N. Else if các bạn đây, các bạn thấy không? Else if đúng không? Print else if là phải kiểm tra tiếp A có nhỏ hơn bé không thì mình lại print ra. Các bạn thấy không, nè trường hợp đầu tiên A lớn hơn B đúng không, thì tiếp tục tiếp theo là A gì, nhỏ hơn B. Nhưng mà nếu mà chắc chắn luôn, nếu mà A mà đã lớn hơn B rồi á là nó từ đây các bạn nó xuất ra đây rồi, và những cái phần còn lại nè nó không thèm quan tâm nữa các bạn, tại vì theo như cái lưu đồ mà thầy vẽ là gì, nó đã cái này nó đã đúng rồi thì nó đi, nó thực hiện luôn và nó đi xuống luôn đó, các bạn thấy không. Nên chú ý cái chỗ này ha. Rồi thì cứ else if đi, trường hợp if nếu đúng á, thì làm này, thì những cái trường hợp này chắc chắn là không đúng nữa rồi. Rồi còn không thì lại tiếp tục kiểm tra, nếu mà trường hợp này không đúng thì lại tiếp tục là gì, else if A có nhỏ hơn B không, rồi nếu nhỏ hơn B thì xuất ra gì, A nhỏ hơn hơn B. A xịn. Và cuối cùng là gì, else ha, A không lớn hơn B, A không nhỏ hơn B, chắc chắn là gì, chắc chắn A bằng B, thì các bạn chỉ cần làm gì, A bằng bằng B các bạn, đúng không, không lớn B không nhỏ, không lớn B không lớn B không nhỏ hơn B thì chắc chắn sẽ là gì, bằng B chứ còn gì nữa, thì chỗ này mình không cần if nữa nha, không cần if nữa. Thì đây là một cái ví dụ đơn giản về gì, if else if và else. Ở giữa này các bạn có thể có nhiều cái else if vẫn được nha, cái cấu trúc nó cho phép. Nhưng mà bắt đầu là một, chỉ có một cái if thôi, và chỉ có một cái else kết thúc. Ở giữa này có thể là else if nhiều lần vẫn được nha. Đó, nhưng mà trường hợp của mình á, thì mình chỉ có ba cái tình huống để kiểm tra thôi các bạn, lớn hơn, nhỏ hơn và bằng thôi. Rồi. Lớn hơn không? Lớn hơn xuất ra này, xong rồi xong kết thúc. À, không, mà nếu mà không lớn hơn á, thì lại else if, lại kiểm tra coi có nhỏ hơn không? Nhỏ hơn làm này. Đó, đó. Rồi đi xuống dưới luôn, đi xuống dưới đây luôn. Nhưng mà nếu mà lớn hơn cũng không, lớn hơn nhỏ hơn cũng không luôn, thì chắc chắn chỉ còn trường hợp là gì, bằng, thì xuống else rồi xuất ra luôn ha. Rồi chạy. Rồi 4 2, A lớn B đúng. Rồi 2 4, A nhỏ hơn B đúng. 6 à quên, 6 6, A bằng B ha. Đó đó. Rồi cái chỗ này nè các bạn, thật ra các bạn biết vì sao không, trường hợp đầu tiên rồi, trường hợp thứ hai rồi, thì chắc chắn là trường hợp còn lại đây, nên người ta không có ghi thêm cái chữ if rồi thêm điều kiện nữa. Nhưng mà nhiều khi nhiều bạn vui vui á, các bạn ghi vậy nè, A bằng bằng B ha. Các bạn ghi vậy đó thì đúng không bạn, đố bạn biết nếu mà thầy ghi như vậy đúng không, đúng không? Thôi trả lời luôn đi, khỏi giơ tay, cái ý này dạ đúng. Trả lời nhanh à, thì vẫn đúng. À, cái này hỏi cho vui thôi, cái này không có điểm, tại vì thật ra nó vẫn đúng ha. Đây nè, if A lớn B, nếu mà đúng thì làm này, ngược lại này không đúng thì xuống đây kiểm tra A nhỏ hơn B không? Đúng. Else if lại tiếp tục ngược lại, không không lớn hơn không bé hơn
thì là kiểm tra tiếp nó có bằng bằng nhau không, bằng nhau thì xuất ra vậy thôi, vẫn chạy đúng nhá. Đó thì cái cấu trúc này các bạn có thể bỏ luôn cái else vẫn được nha các bạn. Các bạn có thể bỏ else được, các bạn có thể bỏ else if được. Nếu mà bỏ else if thì thành thành cái dạng là if thiếu đúng không? Mà nếu mà có if và có else đó, thì nó thành gì? Là dạng if đủ. Mà có if đó, có else if, else if đó, thì các bạn có thể bỏ luôn cái else cuối hoặc là sao? Các bạn có else cuối cũng được, chả sao hết nha. Vẫn chấp nhận. Nên những cái này mình phải làm bài tập nhiều. Còn không làm bài tập nhiều thì khó nhớ lắm, khó nhớ lắm. A nè. Ấy xin lỗi, xin lỗi. À, 4 4 đó, A bằng B đúng không? Đó. 4 4 A bằng B vẫn đúng ha. Nhưng mà đây là trường hợp còn lại nên người ta hay không cần so sánh nữa. Tại vì các bạn viết so sánh á, nó tốn thời gian mà máy tính nó chạy cái chương trình lắm ha, và nó không có hay. Mình viết như vậy nó hay hơn. Rồi, nếu lớn hơn thì làm này, ngược lại else if, ngược lại nếu a nhỏ hơn thì làm này. Ngược lại là trường hợp còn lại thì xuất ra cái này luôn. Đó. Rồi. Ok ha, thì đó cấu trúc về if, else if và else. Rồi bây giờ thì sẽ cho bạn một cái bài tập khó hơn. Đấy bạn ha, a lớn hơn nhỏ hơn đây, cái hình của nó nè. A lớn hơn B thì mình xuất ra A lớn hơn B. Đó, đúng và nó đi xuống luôn. Else if, này là else if nè. Cái này là bắt đầu luôn luôn là if. À, sai thì sẽ là gì? Else if, tại vì mình thấy có kiểm tra điều kiện nó là else if. Còn sai mà không có kiểm tra điều kiện sẽ là gì? À, là else. Đó. Còn cái nhánh nào đã đúng rồi á là nó đi thẳng xuống dưới đây luôn. Nó đi thẳng xuống dưới đây luôn. Đó. Đi qua đây, đi qua đây, đi qua đây. Đó. Thì nó gọi là rẽ nhánh mà. Đã gọi là rẽ nhánh. Thì nó là gì vậy? Thì nguyên một cái bộ if này nó gọi là một câu lệnh phức à, đó, nhiều vế à, nhiều vế các bạn à, bạn thấy không, một câu lệnh phức thôi. Đây toàn bộ này là một cái câu lệnh phức nhiều vế, bắt đầu bằng if, ở giữa có thể là nhiều cái else if những cái điều kiện khác, và cuối cùng kết thúc bằng gì? Bằng else à. Rồi, thầy có một cái bài tập khác đây. Các bạn hãy giải bài tập này trên máy tính của các bạn ha. Bạn nào xài điện thoại thì làm trên điện thoại. Rồi. Và đây là cái bài tập cuối cùng của ngày hôm nay luôn. Và các bạn hãy làm để thầy chấm điểm cho. Bây giờ thầy sẽ chấm điểm cho 3 bạn ha. Thầy sẽ chấm điểm cho 3 bạn nhanh, cộng, đúng nhất. 3 bạn nhanh, cộng, đúng nhất. Ha, nhanh mà phải đúng nha, cộng nhanh nhanh nhất mà phải đúng nha. Rồi, ba bạn nhanh nhất cộng đúng bạn. Thì cái đề yêu cầu như sau: phân loại học lực cho sinh viên, tức là các bạn hãy nhập vào giùm thầy một cái biến tên là điểm ha, tạo cho thầy một cái biến tên là điểm. Sau đó các bạn hãy xác định là gì, nếu cái điểm của mình á mà nhỏ hơn 5 á, tức là gì, đây nhỏ hơn 5, từ 0 tới nhỏ 5 tức là yếu. Từ 5 tới nhỏ hơn 7 tức là trung bình. Từ 5 cho tới nhỏ hơn 7 tức là trung bình. Còn từ 7 tới 8 tức là khá. Từ 8 điểm, từ 7 điểm tới nhỏ hơn 8 là khá. Còn từ 8 điểm tới 10 điểm tức là giỏi. Đó. Thì cái cấu trúc này nè, mình có trường hợp này. Đây là một trường hợp 1 nè. Đây là trường hợp 2 nè. Đây là trường hợp 3 nè. Đây là trường hợp 4 nè. Các bạn thấy không? Thì chỗ này mình xài cái if là hợp lý nhất. Tại vì sao? Nếu như nó đã đúng, nếu như cái điểm này đã thuộc là yếu rồi á, thì mình kết thúc rồi, mình không có cần phải so sánh mấy này nữa. Tại vì đã cái điểm nó đã yếu rồi, so sánh mấy này làm gì nữa, đúng không? Còn nếu cái điểm nó đã là giỏi rồi thì mình không cần phải so sánh như này nữa. Nên cái cấu trúc này dùng if và else là hay nhất. Rồi. Bây giờ ba bạn đúng nhất và các bạn hãy gửi đáp án cho thầy. Hãy copy và past cái đáp án của các bạn vào cái ô chat box, cái ô mà nhắn tin đó của Google Meet là cái mà mình đang học á. À, ba bạn nhanh nhất và chương trình đúng nhất phải chạy nha, phải chạy mới chấp nhận nha. Các bạn hãy viết và nhập lên đây giúp thầy nha. Đó, các bạn hãy copy và paste này. Ví dụ như thầy, đây chương trình của thầy đây ha, thầy copy hết, thầy thảy qua đây enter. Đó, đây coi như thầy đã viết xong, thầy đã gửi. Đó thì thầy sẽ chấm cho ba bạn nhanh nhất đầu tiên
ai làm đúng 10 điểm, cứ ai làm đúng 10 điểm, ba bạn nhanh nhất đầu tiên mà đúng nha, thì những bạn sau cứ làm, cứ gửi lên cho thầy. Thứ nhất là mình coi coi mình làm đúng hay không. Thứ hai á, là lỡ như mấy bạn làm phía trước đó sai thì mình vẫn còn cơ hội các bạn, mình làm sâu dài, mình làm sâu lâu lâu nhiều hơn, nhưng mà mình vẫn có thể là gì, là có điểm, tại vì mấy bạn làm trước nộp vội quá, nộp sai thì ráng chịu, đúng không? Rồi hỏi gì Tuấn ơi? Dạ thầy cho em coi lại cái hồi nãy thầy, cái bài của thầy á. Rồi cái bài của thầy. Dạ cái nhỏ 8 lớn 8 vậy thầy, cái bài cái đề nãy thầy. À coi lại đề hả? Rồi các bạn rõ cái cách nộp bài chưa? Ok nhé. Bây giờ thầy mở đề nhé. Ok. Rồi cho các bạn khoảng tầm 10 phút đi để làm bài này trước khi mình nghỉ ha, tầm 10 phút. Ok, rồi đây là cái đề. Thì mở đồng hồ đếm đếm ngược luôn. Rồi. Rồi các bạn cứ cứ comment lên nha các bạn, cứ comment lên nha. Tại vì chưa chắc ông nào nộp trước ông đó đã đúng đâu, chưa chắc. Và thứ hai á, mình cũng cần phải làm để mình hiểu, mình làm sai thì mình càng hiểu hơn nha, chú ý nha. Trời ơi mấy cái con cuốn của thầy, trời ơi sao nó sủa như nó bị cái gì vậy trời ơi, buồn ghê luôn á, nó sủa như cái bị gì các bạn. Rồi các bạn làm. Rồi 10 phút nha, ai làm xong thì nghỉ ngơi một chút.
Wow, có nhiều bạn quá bạn ơi. Thôi được rồi, thôi mình cũng hết thời gian rồi ha. Nên mình xin lỗi các bạn nha. Cái con cún ở nhà hàng xóm nó đói quá. Chứ bình thường con cún của mình mà mình nuôi vậy là nãy giờ là nó ăn mấy mấy suất của mình. Trời ơi. Tới giờ nó đói quá hay sao quá, mình cũng chả hiểu nữa. Ok, các bạn vẫn nghe được mà đúng không? Lâu lâu mình nghe thêm cái tiếng thiên nhiên cho nó vui các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình coi kết quả ha. Mình coi kết quả. Rồi, thầy chấm cho 3 điểm là ba bạn đầu tiên nha. Thì sau này cái điểm mà cái cột điểm mà cái cột điểm này các bạn được nhiều điểm thì sau này thầy sẽ xem xét, thầy sẽ có những cái phần điểm điểm cộng cho các bạn ha. Nếu mà sau này có điểm giữa kỳ các bạn có bị thấp quá mà cái việc mà tại lớp các bạn có sự nỗ lực nhiều lần á, mà đúng nhiều lần á đó, thì ngoài cái điểm mà điểm tại lớp á, thì thầy sẽ ai có nhiều ít á, thì thầy sẽ xem xét, thầy sẽ có những cái phần điểm thêm đó, đó. Thì tại vì các bạn có nỗ lực mà. Thì bây giờ mình sẽ coi cái kết quả của các bạn ha. Thì trước tiên thì thầy sẽ gửi giải cái đáp án đó trước đã, rồi sau đó thầy tiến hành là thầy coi các bạn ai đúng ha. Rồi thứ nhất là mình sẽ bring ra là nhập điểm ha. Nhập điểm rồi chỗ này mình phần trăm a à, chú ý ha, cái đầu tiên mình cần chú ý điểm số là số thật các bạn, không thể số nguyên được, tại vì điểm có phần lẻ đúng không, phải số thật đó. Không biết có ai đúng không, đây có ai để ý không, như này phần trăm f, cái này là cái biến điểm. Rồi tiếp tục ha. Rồi bây giờ mình mới kiểm tra là if điểm mà bây giờ mình kiểm tra từng khoản thôi, cái khoản giỏi đi, giỏi á, thì điểm phải là nhỏ hơn hoặc bằng 10 các bạn ha. Đây thầy viết một cái bài mà nó hoàn chỉnh luôn á, điểm sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 10, và các bạn và điểm nó phải sao lớn hơn hoặc bằng 8 đúng không, nó thì nó nằm trong cái khoản này. Đây cái khoản đầu tiên là khoản giỏi nè. Đó. Rồi. Thì cái này mình xuất ra cái gì? Bạn đạt loại giỏi, đúng không? L của bạn, L if, đúng không? If thì khi mà cái else này nè các bạn, cái L if này nè nó có hai phần, cái else này nè nó đã là cái sự phủ định của cái if trên đây rồi các bạn. Các bạn hình dung được không? Tại vì khi mà chương trình nó chạy tới nó đụng cái else, tức là nó đã có ý nghĩa là gì, nó phủ định cái đoạn ở trên đây rồi, các bạn hình dung được không? Đó, else tức là phủ định cái đoạn ở trên đây đó. Thì thật ra chỗ cái if này nè mình chỉ cần phủ định cái trên đây, và nếu mà đã phủ định ở trên đây rồi á thì cái khi mà chương trình mình nó đã chạy tới đây rồi á thì mình chỉ cần, thì thật ra chỗ này mình chỉ cần so sánh coi cái điểm của mình á nó đã đến đây rồi, thì cái điểm mình nó chỉ có thể bắt đầu được từ gì, nhỏ lớn hơn bằng 8 hả, tức là từ gì, từ nhỏ hơn 8 mà trở về 0 thôi các bạn. Các bạn hình dung được không? Tại vì nếu mà cái if này nó đã đúng rồi thì nó đã đi cái nhánh này rồi, nó sẽ không bao giờ xuống cái L if này nữa, đúng không? Nó sẽ không xuống cái phần này nữa, và nó sẽ đi xuống dưới đây, nó sẽ đi thẳng xuống dưới cái gate này luôn, để nó kết thúc luôn, nó đi thẳng xuống tới đây luôn để nó kết thúc luôn, chứ nó không có đi những cái nhánh này nữa. Đó, các bạn để ý chỗ này ha. Nên cái chỗ else if này nè là nó đã phủ định ở trên đây, cái chữ else này nó đã phủ định cái trường hợp này rồi. Thì bây giờ cái điểm mình đó nó chỉ còn nằm trong khoảng từ 0 tới 8 nữa mà thôi. Thì chỗ này mình chỉ cần kiểm tra if 0 tới 8 đúng không? Nếu mà if lớn hơn hoặc bằng 7 các bạn là đủ rồi các bạn ha. Các bạn thấy không? Thì cái này là cái nhánh tiếp theo ha. Tức là trong một đoạn từ 0 cho tới nhỏ hơn 8 á, thì mình chỉ cần kiểm tra nhẹ một cái này thôi, if else, if điểm lớn hơn hoặc bằng 7 là đủ rồi, không cần phải và nhỏ hơn 8 nữa, không cần thiết các bạn. Tại vì nếu mà nó đã lớn hơn 8 hoặc bằng 8 là nó đã chạy ở đây mất tiêu rồi, nó đâu có xuống cái L if này làm gì nữa, đúng không? Rồi thầy cứ viết rồi các bạn về tự suy nghĩ lại nha, các bạn tự suy nghĩ lại. Rồi bring. Rồi nếu mà các bạn mà cẩn thận á, các bạn không phải cẩn thận mà các bạn không hiểu rõ, các bạn vẫn có thể ghi gì và điểm nhỏ hơn 8 như vậy vẫn đúng các bạn. Các bạn ghi như thế này vẫn đúng, tức là nó nằm trong khoảng gì, lớn hơn hoặc bằng 7 và gì, và nhỏ hơn 8 đúng không?
vẫn đúng thôi, thì sinh viên vẫn là sinh viên gì, sinh viên khá đúng không, bạn đạt loại khá đúng không, được chưa đó. Nhưng mà thật ra cái chỗ này không cần thiết, tại vì sao, tại vì nếu cái quy trình của cái câu lệnh phức này nè, if xong rồi else, if xong rồi else, xong rồi else đó, thì nếu như ở trên đây nó đã đúng, tức là để nếu mà điểm mà nó nằm trong cái khoảng là từ 8 tới 10 á, là nó đi đường này rồi, thì nếu mà nó không có đi đường này mà nó xuống nó đi cái đường này, nó kiểm tra tiếp cái đường này, thì rõ ràng là cái điểm nó đã gì, nó đã nhỏ hơn 8 rồi, thì cái chỗ này không cần phải và điểm nhỏ hơn 8 nữa nha. Nhưng mà nếu các bạn không hiểu các bạn cứ thêm vào, không có ai trách móc gì các bạn được hết, nhưng mà thực ra nó thừa à, rồi else. Rồi lại thêm một cái câu lệnh else nữa các bạn, else if ha. Thì khi mà nó lại đụng cái chữ else này, nghĩa là gì, nó đã phủ định luôn cái này, phủ định luôn cái này, tại vì cái else if này vẫn là một cái vế trong cái câu phức if else if else if, if mình thôi, nên cái else if này nó phủ định cả hai cái này. Thì ở đây khi mà nó đã tới đây rồi các bạn, thì cái điểm của mình nha, nó đã là gì rồi, cái điểm mình nó đã là gì, không thuộc cái từ 8 tới 10, mà nó cũng không thuộc là từ gì lớn hơn 7, lớn hơn bằng 7 luôn, thì cái điểm mình bây giờ nó chỉ là từ gì, từ nó đã là nhỏ hơn 7 các bạn ha. Khi nó đã đi tới cái chỗ này, nếu mà chương trình mình đi tới cái chỗ này, thì hai cái điều kiện này đã gọi là gì, là sai rồi, thì nó mới đi tới đây. Rõ ràng thầy có phân tích rồi, nếu như cái này đã đúng thì nó đi đường này luôn rồi, nhưng mà cái này nếu mà nó sai á, thì nó khi mà nó đã bước xuống tới đây, cái này sai thì nó mới bước xuống tới đây, mà khi nó đã bước xuống tới đây á, thì rõ ràng là cái này nó đã sai rồi. Sai rồi thì điểm mình là sao, nó đã không có nằm trong cái đoạn 8 tới 10 rồi, thì nó sẽ nằm trong đoạn gì, từ 0 tới 8, thì mình chỉ cần lớn hơn hoặc bằng 7 thôi là mình xác định được đó là khá ha. Còn lại tiếp tục tới đây tiếp nghĩa là gì, tức là cái này sai và cái này cũng sai. Cái này sai nghĩa là nó không từ 8 tới 10, cái này sai nghĩa là nó không gì lớn hơn hoặc bằng 7 luôn, tức là nó không lớn hơn hoặc bằng 7 tới nhỏ hơn hoặc bằng 10 luôn, thì nó sẽ rơi vào cái tình huống này các bạn, nó sẽ rơi vào cái tình huống này đó. Thì tình huống này là nó sẽ là một cái điểm gì đó nằm nhỏ hơn 7 tới gì tới 0 nữa mà thôi, thì nó mới tới được cái else if này đúng không. Thì chỗ này mình chỉ cần làm gì, điểm lớn hơn hoặc bằng gì 7 rồi tới trung bình lớn hơn bằng 5 ha. Đó ha. Đó thì nó đã tới cái chỗ này, tức là nó đã sẽ rơi vào cái khoảng là từ 5 cho tới gì nhỏ hơn 7, tại vì nó lớn hơn 7 nó đã vô đây rồi, hoặc là nó lớn từ 8 tới 10 vô đây rồi ha. Thì chỗ này mình sẽ print ra là gì, đó. Bạn đạt loại trung bình đúng không. Rồi else là else if, tiếp bạn else if không else đi, ví dụ như else thôi nó trung bình rồi đúng không. Nếu như mà nó tới cái else cuối cùng này, tức là tất cả cái này đều sai hết, cái này là từ 8 tới 10 mà cũng sai đúng không, 8 tới 10 sai, từ 7 cho tới lớn hơn 7 tức là từ 7 cho tới nhỏ hơn 8 á, cũng sai luôn rồi, hoặc là từ gì lớn bằng 5 cho tới gì tới nhỏ hơn 7 cũng sai luôn đó ha. Thì cuối cùng là gì, else đúng không, lớn bằng 5 sai hết, tất cả những cái này là điều kiện này là sai hết, thì nó về cái else. Cái else thì cuối cùng trường hợp còn lại thì đó là sinh viên gì đó. Bạn là cái gì, bạn đạt loại yếu ha, yếu chứ không phải yêu nha, yếu bạn đạt là yếu đó. Đó thì đây là if nè, xong rồi else if nè, xong else if nè, xong rồi else ha. Cái này là thầy giả định nha, cái này là thầy giả định là cái điểm của mình á, là mình sẽ nhập, mình sẽ giả định là mình nhập một cái con số từ 0 cho tới 10 thôi nha, chứ nếu mà mình nhập con số âm hoặc là con số lớn hơn á, thì chương trình mình nó chạy không có đúng ha. Nhưng mà trước mắt thì thầy giả định cái này đi, để cho các bạn hiểu rõ cái cấu trúc if rồi else if rồi else if rồi else ha. Thì đây là cái đáp số của mình đó. Rồi và nhắc lại một lần nữa, nếu đối với cái đây là một cái bộ câu lệnh phức các bạn, phức rất là nhiều lần luôn, if xong if, thì đây là một cái câu lệnh phức, thì nếu mà cái ý ở trên đây nó đã đúng rồi, nếu mà điều kiện này đúng thì nó sẽ đi từ đây các bạn, nó đi từ đây, nó bay xuống thẳng xuống dưới đây luôn, xuống tới get luôn
để nó dừng chương trình luôn. À, còn mà nếu như cái điều kiện này nó bị sai á, thì nó mới làm gì? Nó mới kiểm tra tiếp cái tình huống này. Mà nếu như cái này đã sai rồi á, thì chỗ này mình chỉ cần kiểm tra lớn hơn hoặc bằng 7 nữa là đủ rồi. Tại vì cái từ 8 tới 10 là không cần thiết. Các bạn thấy chỗ này không? Điểm lớn hơn hoặc bằng 7. Ủa? Lớn hơn hoặc bằng 7 nghĩa là điểm có thể là gì? 7 rưỡi hoặc là gì? 9. Đúng không? Nhưng mà rất tiếc nếu như mà mình nhập vô là 9 á, thì cái vé này nó đã đúng rồi. Cái vé này đúng rồi, điều kiện này nó đi từ đây rồi và nó đi thẳng xuống dưới đây rồi. Thì những cái này nó sẽ sao? Nó sẽ không có xảy ra nữa. Các bạn hình dung được không? Đó. Thì trong cái hình này thì có vẽ ra cho các bạn nè. Đó, cái chỗ này. Đó, cái cấu trúc này if else if if, thì một khi cái nhánh nào nó đã đúng rồi, nếu mà ngay cái if đầu tiên nó đúng rồi thì nó thực hiện này, thì nó sẽ đi thẳng xuống dưới đây luôn. Đó, thấy không? Đó. Còn nếu như cái này nó có sai á, cái đầu tiên nó có sai á, thì nó mới sao? À, nó mới đi qua đây, nó kiểm tra tiếp cái này. Đó. Và nếu mà cái này đúng thì nó đi đây luôn. Đó. Còn nếu tất cả các if này, if else này đều sai á, thì nó mới đi về cái else cuối cùng. Các bạn thấy không? Đó. Thì một khi nó đã đúng một nhánh nào rồi là đi luôn nha, thì nó sẽ không tới những nhánh còn lại nữa. Cái này các bạn cố gắng coi thêm những cái video về cái phần này giúp thầy, tại vì nó khá là khó hiểu luôn á, không phải dễ hiểu đâu. Nên các bạn cố gắng coi rồi thầy chạy chương trình ha, coi thêm những video của những YouTuber khác giúp thầy nha. Rồi 9 điểm đó, bạn đạt lại giỏi không? Rồi giờ thầy chạy là 6.5 đi. Đó, bạn đạt lại trung bình, đúng không? Đó, rồi chạy tiếp là 3 điểm đi, bạn đạt lại yếu, đúng không? Đó, thì ví dụ như thầy nhập là, thầy chạy tay với bạn coi nè, ví dụ thầy nhập nó là 9 điểm đi, nhập là 9 ha, ví dụ thầy nhập là 9, thì ở chỗ này if này là gì? Là đúng các bạn, thì nó sẽ xuất ra cái câu này, khi mà nó đã xuất ra câu này rồi thì nó nhảy cái phạt xuống đây luôn, nó tất cả những cái này còn lại là nó không quan tâm nữa, tại vì cái điều kiện này đúng rồi, thì nó sẽ phải phạt xuống đây luôn. Đó, thì đó là vì đây là cái cấu trúc if rồi else if rồi else if rồi else, mà chỉ cần một nhánh đúng thôi, nhánh này đúng hoặc là nhánh này đúng hoặc nhánh này đúng hoặc là nhánh này đúng nha. Nó không bao giờ có trường hợp là nó đã chạy cái rồi này rồi mà nó còn chạy cái này nữa, không bao giờ, tại vì cái cấu trúc mình là gì? If, else if, else if và else, thì chỉ một nhánh duy nhất là nó sẽ đi thôi, mà nếu nhánh trên đã đúng rồi thì nó đi phạt xuống dưới đây luôn và nó kết thúc luôn. Đó, ví dụ thầy nhập là 9 thì sẽ xuất ra gì? Nó sẽ kiểm tra điều kiện đầu tiên thấy đúng rồi, đúng, nó phạt xuống dưới đây luôn và nó đứng đợi mình luôn ha. Đó, ví dụ chỗ này thì xuất thêm một cái câu gì đó đi cho các bạn thấy ha, là kết thúc, đúng không? Rồi. Đó, thì đây là một cái câu lệnh phức nè, nguyên đề phức, thì cái nhánh nào nó đúng thì đúng xong tất cả nó sẽ gặp nhau ở đây là xuất ra thêm cái chữ là gì? Kết thúc. Cái này là nằm ở ngoài cái câu lệnh phức này ha, đây là một cái câu lệnh đơn. Rồi ví dụ thầy nhập bằng 9 đúng không? Thầy chạy thì cái nhánh đầu tiên nó đúng rồi bạn, nó bay thẳng xuống dưới luôn, 9 nè. Đó, bạn đạt lại giỏi và nó bay thẳng xuống dưới cái phần kết thúc, đúng không? Chỉ có một nhánh đúng thôi, vì vậy nó gọi là câu lệnh rẽ nhánh mà. Đây, if chỉ có một câu lệnh đúng, đúng rồi thì bay xuống đây luôn. Còn nếu mà thầy nhập nó bằng 6 điểm đi, thì cái if này nó kiểm tra if này sai nha, if này sai nha, ok, tức là nó sẽ không đi nhánh này ha, thì nó sẽ bay xuống nó kiểm tra cái này. Đó, 6 điểm có lớn hơn hoặc bằng 7 không? Không luôn, cái này sai luôn nha, thì nó sẽ bay xuống nó kiểm tra cái này. Điểm có lớn hơn bằng 5 không? Đúng, 6 lớn hơn bằng 5, đúng, thì nó sẽ chạy ra cái nhánh này. Khi nó ra nhánh này rồi nó sẽ bay xuống đây nè và nó đi xuống dưới đây và nó xuất ra những cái lệnh tiếp theo ở phía dưới này của mình. Đó, các bạn thấy không? Lệnh rẽ nhánh là vậy ha. Rồi mình chạy chương trình. Đó, thì ví dụ nhập 6 đúng không? Đó, thì bạn đạt lại trung bình nè, rồi kết thúc. Đó, thì đó là cái quy trình nó chạy, cái quy trình nó chạy. Rồi, bây giờ mình có ai có thắc mắc gì không? Nhớ coi thêm cái cách giải thích của những anh YouTuber nha, tại vì các anh đó sẽ có một cái cách lý giải khác, các bạn có thể sẽ dễ hiểu hơn. Các bạn hình dung được không nha? Rồi. Rồi hỏi Tuấn ơi. Dạ thầy ơi, em ví dụ nha thầy. Rồi ví dụ. Ví dụ như là trong môi trường tiểu học ấy thì điểm rồi, nó chỉ từ 1 đến 10 thôi, nó là số nguyên. Rồi. Còn trong môi trường cấp 2, cấp 3 thì điểm nó là số thật, có số lẻ thầy. Rồi. Thì nãy em lỡ em nghĩ là nó chỉ là mấy con số nguyên thôi nên em lỡ khai in tại đề nó không rõ thầy à, chứ không phải là em. Rồi. Rồi ok. Rồi thôi được rồi, từ từ bình tĩnh đi. Rồi cái phần này có ai có câu hỏi gì không? Dạ cảm ơn thầy. Mấy ông lo lắng về điểm quá. Mấy ông lo lắng về điểm quá. Rồi,
Cái này có ai hỏi gì không? Không, mà sinh viên các bạn vui lắm. Sinh viên mình học hay lo về điểm lắm. Mình thấy đa số sinh viên học là lo về điểm nhiều hơn là lo về kiến thức. Những câu hỏi bắt đầu thì luôn luôn là những câu hỏi về điểm thôi, chứ không phải là những câu hỏi về kiến thức các bạn. Rồi, có ai có câu hỏi chỗ nào không? Thì chú ý giùm thầy nha. Cái chỗ này nè, như như hồi nãy thầy nói rồi á, các bạn mà để thêm dấu và thì vẫn được. Thật ra nó không có sai, nhưng mà nó chỉ thể hiện là mình không hiểu rõ cái câu lệnh phức rẽ nhánh này mà thôi. Ví dụ if nhỏ hơn 8 như này nè, thật ra các bạn viết như thế này vẫn được, vẫn hoàn toàn đúng. Tức là từng cái đoạn á, đoạn này không không đúng thì kiểm tra đoạn này. Nhưng mà thực tế nếu mà nhìn vô đây, người ta sẽ đánh giá là mình không hiểu rõ vấn đề, nhưng mà nó vẫn đúng nha. Các bạn một khi các bạn không hiểu rõ mà làm bài thi á, thì các bạn cứ thảy vô lớn bằng 7 nhỏ hơn 8. Còn chỗ này là gì? Cứ và cái gì? Điểm lớn hơn hoặc đâm bằng 5 và điểm gì? Nhỏ hơn 7 vậy. Đó, thì nó vẫn đúng vậy. À, nhưng mà thật ra là nó thể hiện là gì? Mình không hiểu cái câu lệnh phức if else if else if else if và else ha. À, rồi, đó. Nên thật ra cái chỗ này không cần thiết. Rồi, cứ cố gắng coi lại những cái tài liệu và những cái video nhiều người giảng, cái chỗ nào mình hiểu thì mình học theo nha. Rồi. Ok, nếu không có ai câu hỏi gì thì bây giờ mình chuyển sang mình chấm bài, xong rồi mình thông báo về cái bài kiểm tra.